Quý vị thân mến, hàng trăm tác phẩm qua lan đặc sắc, phong phú về chủng loại đã quy tụ về hội thi qua lan Cần Thơ mở rộng năm 2022 để cùng nhau khoe sắc rực rỡ lắm chị Anh Thư ạ. Dân đúng như vậy đó anh Minh Đức, thực sự thì các tác phẩm qua lan tham gia hội thi được ban tổ chức chia theo từng nhóm như là cách le da nè, dendro chớp vàng đỏ xưa, kiếm và tổng hợp được bày trí độc đáo tạo nên không gian đầy màu sắc rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Ấn tượng như những giò hoa lan chớp vàng đỏ xưa, bởi vì gần như là của những cái giả hạt mà nó đột biến vậy đó. Một cái chậu tác phẩm đẹp á, đòi hỏi rất là kỳ công. Chỉ một cái lỗi sai lầm nhỏ thôi là cái chậu của mình nó không gọi là một cái tác phẩm đẹp được. Nó phải là để theo cái yếu tố tự nhiên, tỏ được cái vẻ đẹp quyền bí của cái lan nó ra, thì nó mới đi vào lòng người được, nó đi vào lòng nghệ nhân được. Riêng cái cuộc thi này dendro chớp thì nó chiếm ưu thế nhiều hơn, mặt bông nó đa dạng hơn và cái giống dendro chớp nó rất là xiên bông, có thể bông quanh năm được. Về tác phẩm á, chọn đến thứ nhất là màu sắc sáng đó, nó có sự nổi bật giữa thân lá đó, và nó kết cấu hoa nó giữ hoa độ lâu tàn á, nó giữ hoa lâu, mình khi cái bông này nó nở nó chờ cái bông kia nữa, chứ mà nó lên này nó nở mà dưới này nó tàn rồi thì nó cũng không có đồng điệu. Nói về độc và lạ, thứ nhất là màu sắc, thứ hai là khuôn hoa, thứ ba là lực hoa, Thứ tư là giữ lá, nghĩa là cái cây nó phải còn đủ lá chứ không phải mà nó có bông mà cái thân lá nó không có. Không uổng công luôn á, được chiêm ngưỡng mấy tác phẩm như vậy còn gì nữa bạn. Năm nay thì có những cái bộ giải dendro chớp, rồi cách lay da, rồi kiếm. Những loại lan khác không phải là không thi, nhưng mà những loại lan khác nó không có tính phổ thông, cho nên nghệ nhân ít trồng tác phẩm. Những cái loại lan đó nó được xếp vô một cái bộ giải riêng, đó là bộ giải lan tổng hợp. Thì giải vàng thì trên tiêu chí là chấm những cái cây mà xuất sắc nhất, phô diễn được cái hoa nở rộ, cái độ chín mùi tươi nhuận của hoa đúng cái thời điểm, tổng hợp lại từ hoa đến thân lá rồi đến kỹ thuật chăm sóc, tổng hợp lại cả chậu cả mốc, rồi cái cách trình bày, cái cách phô diễn để nó đạt một cái tác phẩm nó hoành tráng và đẹp nhất, thì những cái tác phẩm đó nó xứng đáng được giải vàng. Hội thi lần này là sân chơi cho những người có cuộc đam mê về hoa lan. Đây cũng là dịp để người tham quan thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa được mệnh danh là vua của các loài hoa. Hội thi góp phần hình thành nên phong trào trồng, chăm sóc, bảo tồn và phát triển mô hình làm kinh tế từ hoa lan, qua đó gắn kết người chơi và đam mê hoa lan từ khắp mọi miền đất nước đến với thành phố Cần Thơ.